Vâng, em xin chào tất cả các bác nhé. Đây là video test để các bác thẩm âm. Thì trước mắt các bác đó là cặp loa danh tiếng, dòng cặp loa rất là đẹp, cặp loa L1666 Horizon của JBL. Cặp loa giá là 33 triệu 500 ngàn và em đang phối ghép với con ly là Lukman L550. Em này công suất là 310W, cũng chạy class A, rất là khỏe. Đặc trưng của âm ly này, giá rất là hợp lý nhưng mà âm thanh rất là tuyệt vời. Ở cái phân khúc thì âm ly này thì cho ra âm thanh là tiếng nó hơi dày nhé, tiếng rất là dày và trung âm rất là bay bổng nha. Thì sau đây em mời các bác nghe thử nha. Và giá của âm ly là 13 triệu 500 ngàn, tất cả hàng đẹp xuất sắc, hàng tuyển kỹ lưỡng cho các bác nha. Và tất cả là nguyên zin và hoạt động rất là hoàn hảo nha. Mời các bác nghe thử âm thanh của nó. Ngày xưa tôi có yêu một người, chuyện tình thơ ngây mơ mộng nhất trên đời. Tuổi nàng vừa tròn đôi tám, còn tôi vừa lên đôi chín, hai gia đình cùng chung một làng. Suy tư tôi thì rất yêu đời, tánh tình mỗi người mỗi khác, gần nhau thường hay xung khắc nên suốt ngày chẳng thích gặp vỡ tan. Còn em than tránh hóa công chúa thảm gieo sâu cho người thương đau. Từ đây đôi ngã xa biển đi, nhìn chung em đi sao vẫn nhớ nhau hoài, vẫn còn bàng hoàng tê tái, tưởng chừng là niềm thân ái day dứt lại hình bóng người. Ngày xưa tôi có yêu một người, chuyện tình thơ ngây mơ mộng nhất trên đời. Tuổi nàng vừa tròn đôi tám, còn tôi vừa lên đôi chín, hai gia đình cùng chung một làng. Nàng yêu hoa tím tôi chuộng hao, nàng thương suy tư tôi thì rất yêu đời. Tánh tình mỗi người mỗi khác, gần nhau thường hay xung khắc nên suốt ngày chẳng thính gặp nhau.
lòng tôi bỗng buồn thật buồn, từng nhịp đập tim vỡ tan. Còn em than trách hoa công chuốc thảm gieo sâu cho người thương đầy đôi ngã xa biển biên, nhìn chung em đi sao vẫn nhớ nhau hoài, vẫn còn bàng hoàng tê tái, tưởng chừng là niềm thân ái day dứt lại hình bóng người. Vẫn còn bàng hoàng tê tái, tưởng chừng là niềm thân ái day dứt lại hình bóng người. Vẫn còn bàng hoàng tê tái, tưởng chừng là niềm thân ái day dứt lại hình bóng. Vâng, xin chào tất cả các bác nhé. Các bác nào có nhu cầu thì liên hệ cho em qua hai số điện thoại ở trên tâm biển.